Hello, xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Em Khanh chuyên mua bán các dòng xe Ford từ hết đời đến đời cao. Hiện tại em đang có mẫu xe Ford Transit đời 2017 bản trung. Với mẫu xe này thì em nói khẳng định với anh chị là xe khá là đẹp, chuẩn chỉ, là xe không đâm đụng, không ngập nước và máy cam zin. Nếu mà anh chị mua chiếc xe này về khởi nghiệp thì em nghĩ rằng là ok luôn. Xe khá là đẹp đấy, em đi hai bên rìa thành như này là các bác biết là xe khá là đẹp rồi, chuẩn chỉ bóng mọng luôn này. Xe khá là chất xe. Đấy, cửa này em đóng chưa hết. Của em thì cái cửa này tí nữa em gì lại cho anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn này, xe cực đẹp luôn. Anh chị mà mua chiếc xe này về mà chạy run thì chỉ phải nói là quá là đẹp luôn. Với mức giá em đang chào bán, mức giá là 435 triệu, 2017 bản chung các bác nhé. Bản chung này chung xịn luôn các bác ạ, rất là đẹp luôn và cực đẹp luôn anh chị nhé. Và đây em đi vào trong nội thất cho anh chị, và đây nội thất khá là đẹp luôn này, nội thất khá là đẹp luôn, ok luôn. Đấy, nội thất này, nội thất trần vẫn là trần nỉ zin anh chị nhé, vẫn là trần nỉ zin, và cửa đã có cửa điện đầy đủ rồi này. Còn sau đây em sẽ đi vào khoang máy cho anh chị xem nhé. Đây em qua bên này cho anh chị xem bên này, xe khá chất đẹp. Anh chị mua chiếc xe này về chạy thì khá là hợp lý anh chị này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, sàn đã trải sàn gỗ giả vân gỗ rồi, rất là đẹp luôn, trần nỉ này. Đây em đi vào khoang máy cho anh chị xem này. Và đây là khoang máy của em động cơ 2017 đây này. Các bác nhìn này, mọi thứ này rất là đẹp luôn anh chị nhé, rất là đẹp luôn này. Ok ạ. Đấy anh chị nhìn này, em lên nhét cho anh chị xem này. Và đặc biệt máy rất là êm, không hơi thừa. Máy không hề có tí hơi thừa nào anh chị nhé. Máy nổ khá là nóng rồi, nổ khá lâu rồi. Vâng, máy thì không hơi thừa rồi. Anh chị mà đang có hướng là mua chiếc xe này thì em khẳng định luôn với anh chị là rất là đẹp luôn anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Vâng, anh chị đang có nhu cầu về chiếc chassis 2017 bản chung này thì liên hệ cho em Khanh theo số điện thoại là 0943 622 621 nhé.